Vâng, bây giờ thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một trong những khuôn mặt mà cộng đồng người Việt biết đến rất nhiều, bà cựu thượng nghị sĩ và là dân biểu tiểu bang Janet Green. Chúc mừng năm mới. Dạ, Janet cũng xin kính chúc mừng năm mới. Janet xin cảm ơn quý đồng hương đã tiếp tục ủng hộ Janet, cái sức mạnh đó cho Janet, cái sức mạnh để tiếp tục phục vụ cho cộng đồng. Và xin chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Cảm ơn Janet Nguyễn trong suốt thời gian vừa qua đã giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và Janet Nguyễn nghĩ sao ngày hôm nay ạ? Rất là vui. Và mình rất là mừng là được cái diễn hành trong sau 2 năm qua mình không có được gì trong cộng đồng chúng ta. Rồi năm nay á, rất là vui và cảm ơn các hội đoàn và các thương mại đã ủng hộ cho cái diễn hành của chúng ta bên này. Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều, chúc mừng năm mới. Đến bây giờ thì quý vị mới thấy được một trong những cái hội đoàn mang tính chất lịch sử. Kính thưa quý vị, đó là con rồng cháo tiền, Children of Reagan and Descendants of God, Vietnamese New Year Festival. Đây là những người luôn luôn họ bảo vệ một cái nền văn hóa qua gọi là Hùng Sử Việt, The Vietnamese Historical, The Cultural Performing Arts Foundation. Yeah. Dạ, đài SES, NET. Dạ. Bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi giới thiệu đến một trong những người bạn của chúng tôi đến từ thành phố San Diego. Chúc mừng đại anh Toàn Trọng nha. Chúc mừng năm mới. Đây là một trong những chiếc xe classic. Chắc là cô đến từ thành phố nào? Đây là OC Autism Foundation. Đây là một trong những truyền thống của Việt Nam. Đây là ngày hội múa rồng. Ngoài có lân là chúng ta còn có rồng nữa ạ. Và đây là một trong những... Và đây khiến cho chúng ta gợi nhớ về một ngày Tết truyền thống hơn rất là nhiều. Từ nãy giờ thì Ngọc Anh mới thấy con rồng đầu tiên xuất hiện ở đây. Chắc phải nhờ cô giới thiệu đến Hội Tết Sinh Viên này. Đây. Hội Tết Sinh Viên Việt Nam do VU... Chúc mừng năm mới! Tết Sinh Viên Việt Nam VSA là một trong những hội Tết mà sinh viên Việt Nam của chúng ta có mặt ở rất là nhiều trường đại học để mà có thể tổ chức lại, tái diễn lại rất là nhiều những truyền thống văn hóa của Việt Nam. Chúc mừng năm mới! Happy New Year! Đường Bô Sa tiêu biểu cho những người đến từ cộng đồng người Đại Hàn. Và chúng ta có chú Toàn Trọng có thể thấy là những trang phục quốc phục đó chính là hanbok, một trong những trang phục rất là truyền thống của người Hàn Quốc. Happy New Year! Và hiện giờ đang là ngày lễ múa trống, một ngày lễ truyền thống của người Hàn Quốc rất là vui nhộn với những chiếc hanbok truyền thống rất là đẹp ạ. Em là một cái ngôi trường hiện nay có nhiều học sinh không à, Ngọc Ánh? Dạ vâng, có rất là nhiều. Hồi nãy là mình đứng ở bên gần khu Bank of America là mình đã thấy là rất là nhiều học sinh biểu diễn cho buổi diễn hành ngày hôm nay ạ. Và đây là ban nhạc của trường trung học NHM. Và đây là marching band của trường NHM. Happy New Year! Và Ngọc Ánh nhớ là hồi xưa học cấp 3 thì mỗi lần có diễn hành như thế này đó nhà báo Đoàn Trọng là rất nhiều các bạn học sinh phải ở lại học sâu giờ để mà có thể chuẩn bị cho buổi diễn tập quan trọng như thế này, rất là đều. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những người trẻ. Họ có một cái đời sống tương đối đầy đủ và có một hấp thụ một nền giáo dục có thể nói là lớn nhất ở trên thế giới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị trường trung học NHM. Xin chúc mừng và xin nhân dịp xuân về thêm đổi nha khoa xin kính chúc quý vị toàn thể toàn quốc được toàn thế giới được một năm mới Happy New Year. Thưa quý vị, đấy là hai ông bà Tim Độ, một trong những quân nhân của quân lực Hoa Kỳ. Dạ vâng, chúc mừng năm mới ạ.
Bên cạnh đó chúng tôi giới thiệu đến quý vị, có thể nói là tình trạng an ninh tuyệt đối đã được bảo đảm, mọi người đứng chung nhau vui vui trong những ngày đầu xuân. Một trong những khuôn mặt mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là anh Phương Nguyễn, một trong những sĩ quan cảnh sát của tại thành phố Westminster. Anh lớn lên cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ, nhưng anh là một trong những khuôn mặt gần gũi với cộng đồng Việt Nam hàng ngày. Chào anh Phương. Chào anh Trọng. Chào quý vị. Phương thay mặt cho Sở Cảnh sát thành phố Westminster muốn chúc quý vị một năm an khang thịnh vượng. Thế thì anh Phương thấy hôm nay không khí có vẻ an toàn, có điều gì lo lắng không anh Phương? Thì an toàn thì rất là an toàn, nhưng mà rất là đông đảo và nhiều khi cũng hơi mất trật tự một tí, tại vì nhiều khi mình không, người dân thì muốn gần giữ hành nhưng mà mình cũng muốn giữ trật tự, nhưng mà nói chung thì rất là an toàn và cũng vui anh. Vâng. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn sau 47 năm cộng đồng người Việt chúng ta có mặt ở trên nơi, và đặc biệt trong ngành cảnh sát. Họ là những người trai trẻ tốt nghiệp, hấp thụ nền học vẫn ở đây, nhưng họ phục vụ cho người cộng đồng người Việt chúng ta. Và đây là Princess. Wow, hello, hello. Của bác sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ Trần Hùng Phong tiếp nối sự thành công của Max Life Supplement. Một lần nữa bác sĩ Trần Hùng Phong lại vận dụng kiến thức của cử nhân toán học, vật lý và hóa học để hỗ trợ cho sự ra đời của công ty Max Life Water. Vậy kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến quý vị ông chủ tịch hội đồng giám sát quận Cam, ông Andrew Đỗ. Dạ vâng, kính chào anh Đoàn Trọng, và chúng tôi cảm ơn quý vị đã tới tham dự ngày hôm nay. Chúc mừng năm mới. Dạ vâng, hy vọng anh khang thịnh vượng năm mới, chúc mừng. Kính thưa quý vị, đó là gia đình của ông Andrew Đỗ, vợ và phu nhân của ông là một trong những bà chánh án ở tại quận Cam. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến quý vị ông chánh biện lý của quận Cam, District Attorney Tu Spicer. Good morning, sir. Oh, it's so good to see you. Happy New Year, Chuck Mun Namoy. Yeah. What do you think about the Asian hate crime have been increasing recently? What do you do for 2022? Oh, absolutely. The Orange County District Attorney's Office is fighting hate crimes. We're prosecuting more hate. We stand up for the Asian community, and you should understand that I am the protector to stop hate crime here in Orange County. So let's all stand together united. Chuck Mung Namoy, Happy New Year. Happy New Year. Thank you so much. Bây giờ thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị Hurst Nguyễn, một trong những vị chánh luật sư của quận Cam. Ông này là một trong những người Việt và ông đã có một cái kinh nghiệm rất dài. How are you? Good, I'm doing good. Xin chào quý vị. Hugh muốn nói là chúc mừng năm mới quý vị. Năm Happy New Year, have a great year. Good health and wealth. Thank you so much. Happy New Year. Dạ vâng, đây là trường trung học Westminster High School và các em cũng đang mặc áo dài để mà có thể trình diễn những buổi marching band rất là dữ dội, rất là hoành tráng ngày hôm nay. Và mỗi trường thì đều có một màu sắc khác nhau. Trường Westminster High School thì có màu sắc chủ đạo cho marching band là màu đen, đỏ và trắng. Mỗi trường đều có một màu sắc khác nhau, chúng ta có thể rất là dễ dàng phân biệt được. Nhưng mà Ngọc Anh biết rằng tất cả những người thanh niên Việt Nam thành công ngày nay cũng là những người xuất thân từ trường trung học Westminster. Dạ đúng rồi, rất là nhiều cái trường đại học, cái trường cấp 3 ngày hôm nay của chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây cũng có rất là nhiều thành tích rất là nổi trội. Vâng, kính thưa quý vị, trong chiến tranh Việt Nam chúng ta thường nói đến những chiếc trực thăng. Và hôm nay trong cuộc diễn hành quý vị thấy chiếc trực thăng HU-1B, một trong những vũ khí có thể lợi hại trong chiến tranh Việt Nam, hôm nay lại có mặt trên đường Bô Sa và nhớ đến những gì trong chiến tranh Việt Nam. Kính thưa quý vị, đây là hình ảnh của chiếc trực thăng HU-1B. Và đây, yeah, how are you today? Good morning. God bless. Fantastic. Glad to be here. Glad we can serve your country when we have to. All right? Thank you. Chúc mừng năm mới. Kính thưa quý vị, đây là những cựu chiến binh quân lực của Hoa Kỳ có mặt trong cuộc chiến tranh gần 2 thập niên tại Việt Nam. Và đó là chiếc trực thăng, một trong những chiếc trực thăng mà đồng bào chúng ta đã nhìn thấy trước năm 1975 rất nhiều, hôm nay cũng có mặt trên đường phố. Chúng ta gửi đến một trong những hình ảnh chiến tranh đau thương 20 năm tại Việt Nam. Cuối cùng đoàn diễn hành chúng tôi giới thiệu đến quý vị đoàn xe motorcycle. Đoàn motorcycle, yeah. Cô có nào đi motorcycle? Dạ rất là thích lái motorcycle nhưng mà chưa biết lái ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu những người đến. Wow. Yeah, cô chân. Đây là luật sư Đỗ Phủ, anh Nguyễn Đỗ Khoa. Anh là ai đây? Những người này là những người có thể nói hàng ngày quý vị thấy trên cái đoàn xe motorcycle. Wow. Yeah, wow.
ngày nay không còn có một những người nam giới mà nữ giới cũng có mặt trên motorcycle phải không? Dạ đúng rồi, ngồi trên xe thấy sao sợ không chị? Yeah. Dạ sợ. Hello, Happy New Year, chúc mừng năm mới. Happy New Year, chúc mừng năm mới ạ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hello, good morning, chúc mừng năm mới. Kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến quý vị ứng cử viên chức vụ dân biểu Liên bang Đại học 45, Thiếu tá Ray Chang. Hi, chúc mừng năm mới. I'm so happy to be here to celebrate Tet with Little Saigon. And it's my hope to be your representative for Congressional District 45. So I do know that you're running for the U.S. Congressional 45. So as if I do understand that you will stand for the youth generation. So in 2022, what do you prepare for our Vietnamese community to become stronger? Yes, what I want to do is make sure that the Vietnamese... Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị hình ảnh của gia đình của bà Ray. Đây là hai người trẻ Đài Loan. Họ là thiếu tá của Hải quân Hoa Kỳ đã từng phục vụ trong hạm đội 7 và là một trong những người hiện nay đang tranh cử chức vụ dân biểu Liên bang Đại học 45. Let's say the best word for the Happy New Year. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Happy Year of the Tiger. And I hope to uplift the Vietnamese community, all the youth, give them better opportunities and also help our small businesses and fight for human rights around the world. Thank you so much for the 2022. Hopefully you will achieve whatever you are planning for. Thank you so much. Happy New Year. Vâng, chúng tôi giới thiệu đến quý vị sư cô Bích Liên, một trong những người rất gần gũi với cộng đồng người Việt chúng ta và cô hoạt động rất tích cực. Chào sư cô Bích Liên. Sư cô xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý truyền thông báo chí, quý thân hào nhân sĩ cùng tất cả quý vị xa gần đang theo dõi chương trình diễn hành văn hóa của người Việt tại Nam California. Đầu năm mới, sư cô xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an vui, may mắn, các tường như ý. Hôm nay sư cô được hân hạnh đóng góp một phần để cho chương trình diễn hành thành công viên mãn, và sư cô nằm trong ban chấm diễn hành năm nay. Một lần nữa sư cô xin trân trọng kính gửi lời thăm đến tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Good morning, good to see you. How are you? Happy New Year. Yeah, so, you know, I'm a former Marine Corps officer and federal prosecutor, and crime is growing out of control here, and we've got to get it under control, and that's why I'm running. 2021, we have the Asian hate crimes, and then we also have the Stop Asian campaign. What do you think about it? And then if you are 2022, what do you plan to have similar, some things like anti-hate Asian crime campaign? Yeah, hate crimes in Orange County are out of control. Hate crime here has risen over 1,800% in the last 2 years. And we've got to do a lot better at diversifying law enforcement to recognize the problem and address it, and to build bridges with the Vietnamese community. Kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến quý vị ông cựu đại úy thủy quân lục chiến Tim Harden, một trong những ứng cử chức vụ dân biểu District Attorney. Best luck. Thank you so much. Happy New Year. Thank you for being here. Bye-bye. How you doing, brother? Chúc mừng năm mới. Thank you for having us. Yeah. How are you doing today? Very good. You look wonderful. You're looking slick. Thank you. Và đây là cô Nguyễn Thu Hà, một trong những người Việt Nam cũng làm việc và rất gần gũi với cộng đồng. Và ông cao đẹp. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. We hope to see you in next year. Yep. Oh yeah. Thank you. Đây là thành phố Fowler, là một trong những thành phố có người Việt sinh sống rất nhiều, và chúng tôi giới thiệu đến nghị viên ông thị trưởng của thành phố Fountain Valley. Cô bỏ là một trong những nghị viên đó. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Giới thiệu đến người Việt chúng ta ngày nay sinh sống tại thành phố Fountain Valley, và đây là một trong những nơi sinh sống lý tưởng của người Việt chúng ta. Happy New Year. Happy New Year. We're happy to be. Hi, Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Hi, how do you think today? It's a great event. First of all, today I want to say cảm ơn đài Seth Gia hôm nay. Mà hôm nay là cái ngày Tết thì Tết muốn chúc mọi người Tết thôi, mà để lấy một dịp khác để chào mọi người cụ thể hơn. Thank you so much. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đến những người trẻ, họ lập gia đình ở đây và họ tiêu biểu cho những cái thành công của người Việt. Đó là ông Ted Bùi và bà luật sư phu nhân của ông. Và ông Ted Bùi là một nghị viên của thành phố Fountain Valley, là một trong những thành phố có rất đông người Việt sinh sống và là cái nét tiêu biểu của người Việt. Nhưng trong tương lai, ông sẽ ứng cử chức vụ dân biểu tiểu bang
của California. Xin chúc mừng hai ông bà thành công trong năm mới. Vâng, cảm ơn anh Đoàn và Happy New Year cho mọi người. Yeah, Happy New Year everyone. Yeah, chúc mừng năm mới. Yeah, okay. Thank you. Happy New Year. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón đến Savannah High School, một trong những trường tiểu học trường High School cũng tại tiểu bang Orange County, tiểu bang California. Và chúng ta cũng đang nhìn thấy những màn trình diễn marching band rất là sống động ngày hôm nay. Và chắc có lẽ là màu chủ đạo của trường chính là màu đen và màu đỏ. Việc của chúng ta, họ đã phục vụ trong đủ mọi binh chủng từ không quân, hải quân cho đến lục quân. Và đây là hình ảnh của những người Việt trai trẻ phục vụ trong quân lực của Hoa Kỳ ngày hôm nay có mặt trong buổi diễn hành. Dạ vâng, xin chào. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới em. Dạ vâng, cho biết là thâm ý của chị đã giúp cho những người Việt của chúng ta trong năm 2022 sẽ có những cái dự định như thế nào để mà có thể giúp chúng ta càng ngày càng đẹp hơn được không ạ? Thanh Mai xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình và thẩm mỹ viện Hoài Anh Cali có rất là nhiều những chương trình mới về làm đẹp, từ những cái cặp mắt, cặp chân mày, cặp môi và tất cả những cái mụn nám đồi mồi. Thể tới thẩm mỹ viện Hoài Anh một khóa học đó chỉ có mấy ngày thôi mà mình có một cái thu nhập rất là tốt. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Happy New Year. Hình chúng tôi gửi đến quý vị một hình ảnh tươi trẻ đẹp của những người Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi giới thiệu hai anh chị đến đây để tham dự diễn hành. Chào cô, chúng tôi đài truyền hình SCT. Dạ, chào anh, chúc Happy New Year anh. Happy New Year. Năm nay cô nhìn qua cuộc diễn hành, cô muốn nói lên điều gì? Dạ, thì em thấy rất là vui và tự hào vì người Việt Nam ở đây quá giỏi. Ai cũng mặc áo dài rất là đẹp, rất là tự hào về người Việt Nam của mình. Áo dài ai cũng đẹp nhưng áo dài cô đẹp hơn phải không? Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Thank you. Họ không quên ngày có thể nói là truyền thống của người Việt đến đây để cùng chung vui một ngày hội đặc biệt, đó là ngày lễ diễn hành Tết Parade. Kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, chúng tôi đài truyền hình SC gửi đến quý vị toàn bộ hình ảnh của cuộc diễn hành Tết Parade 2022 nhâm dần. Cảm ơn Ngọc Ánh đã cùng với chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay và đây là lần đầu tiên cô có một cái phóng sự như vậy. Cô muốn nói gì? Dạ vâng, Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả cũng giống như là nhà báo Đặng Trọng đã để cho Ngọc Ánh có mặt trong ngày hôm nay để mà cùng nhau tham gia diễn hành Tết 2022 với rất là nhiều sự náo nhiệt trang trọng từ quý vị khán giả và hy vọng rằng là năm nay, năm nhâm dần, chúng ta sẽ có một năm an khang thịnh vượng và đặc biệt là phải có sức như là sức khỏe. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.